Chào tất cả anh em. Mấy ngày nay ở trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền một cái tin là Đăng Vinh bị mất tích. Nói về Đăng Vinh thì chắc chúng ta ai cũng không có xa lạ gì về Đăng Vinh đúng không? Đăng Vinh là một thợ sâm rất nổi tiếng ở trong cái ngành sâm ở trong đất nước Việt Nam chúng ta, và đã có rất nhiều những cái gọi là cống hiến cho cái ngành sâm của chúng ta. Ở gần đây thấy em gái và vợ và mọi người học trò của Đăng Vinh đăng lên nói là Đăng Vinh bị mất tích, là ở đâu? Thông tin này nó ra sao thì các bạn ai mà biết thì hãy comment ở dưới để chúng ta cùng nhau tìm kiếm và giúp đỡ Đăng Vinh. Mình thấy trên mạng rất là nhiều em gái anh Đăng Vinh đã đăng lên cái kinh dịch hội là để tìm Đăng Vinh, tìm rất là nhiều. Đây, bên kinh dịch hội cũng có đăng nè, ngày 9 tháng 1 năm 2020 lúc 19:39, anh con tên là Nguyễn Hà Võ Trường Vinh, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1982, tối qua lúc 8:30 anh ấy mất tích ở khúc kênh Nhiêu Lộc gần chung cư Miếu Nổi. Khi đi mặc quần đùi xanh ra trời, áo thun trắng, khoác bên trong áo khoác jean, bên ngoài có đội mũ phớt màu xanh, đeo kính, không tiền, không điện thoại, không giấy tờ, không tài sản. Gia đình thực sự lo lắng, điện thoại liên hệ cho vợ anh là 0932 93168. Lần đầu tiên con đang trong hội các thầy bỏ qua, mong các thầy hữu duyên xin giúp anh ấy ở đâu đó. Đăng rất là nhiều trong hội thợ sâm Bắc Trung Nam cũng có đăng tin tức về anh Đăng Vinh, ai rất lo lắng, mọi người đi tìm giùm kia gì đó. Nói về Đăng Vinh thì là anh Đăng Vinh tên thật Nghiêm Hà Võ Trường Vinh, là một nhân vật có tiếng trong giới sâm mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Đăng Vinh được chú ý bởi theo đuổi đam mê môn nghệ thuật trên da thịt này. Chàng thợ sâm này còn phủ kín người bằng những hình sâm họa tiết khác nhau. Trước đây Đăng Vinh từng là giáo viên dạy mỹ thuật tại trường cấp 3. Bắt đầu chuyển sang nghệ thuật sâm, Đăng Vinh thử bằng kim may đồ, đam mê lớn dần, Đăng Vinh quyết định bỏ nghề theo đuổi cái nghề là nghệ thuật. Giai đoạn khởi nghiệp rất khó khăn, nghệ thuật gần như sự đầu tư sáng tạo, thời gian đặc biệt là kinh tế. Đầu tư sâm chuyên nghiệp đòi hỏi rất lớn, hơn 20 năm trong nghề, Đăng Vinh đã có chỗ đứng vững chắc, là cái tên được nhiều khách hàng tin tưởng. Nhiều năm trong nghề, Đăng Vinh không nhớ hết đã xăm cho bao nhiêu khách hàng, nhưng với bất kỳ ai, xăm ở vị trí nào, anh chỉ muốn mục tiêu là làm cho khách hàng hài lòng, đặc biệt là những hình xăm ở vị trí nhạy cảm như phụ chế phụ nữ. Đăng Vinh vượt lên chính mình, gạt bỏ những ý nghĩ dung tục, tập trung cao độ để hoàn thành những tác phẩm theo yêu cầu của hội chị em, nghiêm túc, tập trung và đam mê. Thành công cho Đăng Vinh. Đăng Vinh và thợ sâm nữ là Phạm Thị Huỳnh Mai sinh năm 90 là cặp vợ chồng được nhiều người yêu mến ở đất Sài Gòn. Đăng Vinh và Huỳnh Mai thực lên bộ ảnh nông dân miền Tây xăm chỗ đầy mình tại Gò Công. Bộ ảnh của Đăng Vinh được nhiều người trầm trồ và dân vì những khoảng khách từ việc cặp đôi. Dù hóa mình thành những người nông dân, nhưng Đăng Vinh Huỳnh Mai vẫn được che giấu những hình xăm cơ thể mình. Đăng Vinh và Huỳnh Mai đều gặp những từng cặp gia đình trước đó vì không quan tâm nên đổ vỡ. Cặp đôi tìm thấy nhau trên con đường đam mê. Bà xã Đăng Vinh từng gây bão trên cộng đồng sau khi đăng tải bức ảnh đi bộ trên phố cổ Hà Nội, bị phản ứng bĩu môi của người phụ nữ sau khi nhìn thấy những hình xăm trên người cô. Đúng rồi, xem gì đầy mình ghê. Cặp đôi Đăng Vinh Huỳnh Mai thực hiện bộ ảnh cưới rất là đẹp, rất là nhiều hình ảnh đẹp.
Về cái thông tin như thế thì anh em ở đâu ai biết thực hư chuyện như thế nào thì mình comment ở dưới ha, để cho chúng ta cùng nhau giúp đỡ ha, tìm kiếm ảnh hay là sao đó. Mình thì mình không biết giúp thế nào thì mình giúp như kiểu này đi, mình loan báo ra cho anh em biết, ai biết thì giúp. Ảnh mất tích thì sao sao đó mình cũng không rành, thì bên gia đình ảnh cũng thấy có đăng rất là nhiều, đăng trong hội, đăng ở trong nhóm này kia nhiều lắm, đăng rất là nhiều nơi tìm kiếm. Mà anh Đăng Vinh thì nói chung cũng là một cái giới đồ, giới idol của giới trẻ rồi, ai cũng biết đến rồi, rất là nhiều mến mộ, anh cũng cống hiến nhiều cho ngành xăm lắm. Những cuộc đối thoại, những cuộc gì đó mà nhóm hội gì mà không thể thiếu Đăng Vinh được. Đăng Vinh cũng có một cái tiếng nói rất lớn lớn ở trong cái ngành xăm chúng ta. Đó nên chúng ta cùng chung tay giúp đỡ nào. Hãy chia sẻ cái clip này rộng rãi để cho mọi người biết, để mọi người cùng cùng giúp đỡ nha, nha mọi người nha. Cái anh thông báo mà lo lắng quá trời luôn, là đi khi đi không có mang theo tiền, không có mang theo điện thoại. Không có giấy tờ tùy thân gì hết mà mất tích mấy ngày nay rồi, từ ngày mùng 1, từ ngày mùng 9 đến mùng 1 là mới có một ngày nên mình chưa, người nhà chưa có thể báo công an được. Khi nào mình mất tích tới 2 ngày 3 ngày gì đó thì người nhà mới mới báo công an được, còn bây giờ là chỉ có tìm trên mạng thôi, anh em giúp đỡ nhau thôi ha. Rồi ai mà biết thông tin gì đó thì cho mình biết chứ nha. Rồi ai biết thông tin gì thì cứ cho mình biết, rồi comment ở dưới ha, để giúp gom lại thành một cộng đồng giúp đỡ thì nó hay hơn anh em ha. Rồi đôi lời gửi đến em như vậy, có gì thì anh em cùng nhau giúp đỡ nhau nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái clip của mình ha, cảm ơn mọi người.